Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Hạnh Tâm, học sinh lớp 3B, trường tiểu Trưng Chức, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau đây là câu chuyện ly kỳ, nói về tình người dưới góc nhìn của động vật, của sách đóng mang tên Chuyện Con Người Dạy Hải Âu Bay của tác giả người Chile Luz Sepúlveda. Tôi được bố mẹ tặng cuốn sách này nhân dịp sinh nhật tôi tròn 8 tuổi. Tôi vô cùng yêu thích các nhân vật và câu chuyện trong cuốn sách này. Các bạn ạ, nhà văn Luz Sepúlveda sinh năm 1949 tại Uvalde, phía bắc thủ đô Santiago của Chile. Ông là nhà văn, nhà báo, đạo diễn và là nhà cách mạng nổi tiếng của Chile. Ông là tác giả những tập thơ và nhiều truyện ngắn nổi tiếng. Ngoài tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ, ông còn nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý. Chuyện Con Người Dạy Hải Âu Bay là tác phẩm đầu tiên ông viết cho thiếu nhi, hình thành nên một loạt thương hiệu chuyện đồng thoại hiện đại với những con vật được nhân cách hóa đã làm say mê bao độc giả trên thế giới. Cuốn sách dày 140 trang được xuất bản bởi nhà xuất bản Hội Nhà Văn do Phương Huỳnh dịch và bút chì Minh Họa. Cầm cuốn sách trên tay, người đọc có thể thấy toàn bộ bìa sách được bao phủ một màu xanh dịu của bầu trời cao vượng. Trên đó là một chú chim hải âu đang tung cánh, chính giữa bên dưới là một chú mèo mun to tròn. Lật mở những trang đầu tiên, bạn sẽ thấy hiện lên trước mắt là bến cảng Hamburg ngập nắng gió với đàn hải âu đang sải cánh trên nền trời xanh. Nội dung của cuốn sách đúng như cái tên của nó, đó là một câu chuyện nhẹ nhàng kể về quá trình học bay của một chú hải âu dưới sự dạy dỗ của mèo. Nhân vật chính trong câu chuyện là chú mèo Zorba, một chú mèo được nuôi tại thành phố cảng Hamburg, nước Đức. Cô hải âu Kenga bị sóng dầu đánh vào người và gần như không còn cơ hội sống. Cô đã đáp chuyến bay cuối cùng xuống trước cửa nhà Zorba để một quả trứng. Chú mèo Zorba to đùng và mập ú đang sưởi nắng ở ban công bỗng chốc mang trên mình ba lời hứa danh dự với cô nàng hải âu gặp nạn vì tình trạng ô nhiễm dầu, không ăn quả trứng, phải chăm lo cho quả trứng nở thành con và phải dạy cho hải âu non biết bay. Ban đầu Zorba thực sự bối rối trước nhiệm vụ này vì từ trước đến nay nó gần như không có tí hiểu biết gì về hải âu cả. Zorba nhớ đến sự giúp đỡ của những người bạn của nó, đó là những con mèo khác ở thành phố Hamburg. Sau rất nhiều lần nỗ lực cố gắng thì cuối cùng Zorba cũng làm cho quả trứng nở. Chú hải âu con mang tên là Lucky. Nhiệm vụ thứ nhất đã xong, nhưng nhiệm vụ thứ hai còn khó gấp bội. Thực sự rất khó khăn để những chú mèo có thể nuôi được hải âu non vì chúng gần như không có điểm chung. Dù vậy, nhờ tình yêu thương mà công việc này trở dần lên dễ dàng. Nhưng vẫn còn một thử thách cuối cùng, đó là phải dạy hải âu bay. Đây có lẽ là công việc gian nan nhất. Các chú mèo đã thử mọi cách, từ việc thương lượng với lũ chuột đến việc lục tung đám sách của Einstein, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, mèo đã quyết định nói chuyện với con người, điều cấm kỵ của mèo. Với sự giúp đỡ của người và tình yêu thương của mèo, Lucky cuối cùng đã có thể sải cánh vút bay trên bầu trời xanh trong một đêm mưa bão ở thành phố Hamburg. Cuốn sách thực sự rất hay, câu chuyện được tác giả viết dành tặng cho thiếu nhi. Vì vậy, hình ảnh các con vật bỗng hiện lên thật ngộ nghĩnh và gần gũi. Tác giả đã tưởng tượng ra một thế giới đầy sinh động của các loài vật, một thế giới mà con người không bao giờ biết đến, một thế giới đầy áp những
điều kỳ diệu. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Những điều tưởng chừng như kỳ lạ và quá sức tưởng tượng ấy đã lôi kéo người đọc vào hành trình đầy thú vị của chú mèo Zorba với giọng vang hóm hỉnh, vui tươi. Bạn đọc như bị lạc vào thế giới các loài vật trên bến cảng, những chú mèo nhà, những con mèo hoang đang chuột xấu xí và những đàn hải âu bay lượn. Những chú mèo đã dạy chúng ta bài học về cách chấp nhận sự khác biệt. Trong cuộc sống này, mỗi người có một cách sống, cách nghĩ, cách làm việc và chúng ta chẳng thể ép họ thay đổi được. Khác biệt không có nghĩa là tiêu cực. Con người rất cần sự khác biệt vì chỉ như vậy mới có thể phát triển. Những con người thành công luôn hơn người bình thường khác ở chỗ họ biết suy nghĩ đột phá, sáng tạo theo cách mà người ta chưa nghĩ đến bao giờ. Vì vậy, chúng ta nên biết chấp nhận những điều khác biệt từ mọi người xung quanh và hơn nữa, hãy cố gắng tạo ra những điều đó. Câu chuyện còn là bài học sâu sắc về giá trị của tình yêu thương. Có lẽ nếu không có tình thương với cô hải âu Kenga, thì có lẽ chú mèo đã biến quả trứng của cô thành món trứng ốp lết thay vì ấp nở nó và dùng hết công sức nuôi hải âu con. Trong cuộc sống, tình cảm giữa người với người là rất đáng quý, đáng trân trọng. Cuộc sống này sẽ không bao giờ tươi đẹp và con người cũng sẽ không bao giờ tồn tại nếu thiếu đi tình cảm, hạnh phúc, sự ấm áp chỉ tồn tại nếu như con người hành động bằng cả trái tim. Tình yêu thương giúp con người gắn kết hơn, ở gần nhau hơn và không bao giờ bị cô lập. Nếu ta giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, thì khi ta gặp hiểm nguy, họ sẽ xuất hiện và giúp đỡ ta từng bước vượt qua. Ta hãy dành tình cảm cho mọi người xung quanh, để rồi nhận lại từ họ sự yêu quý, sự cảm thông và góp phần tạo nên xã hội tốt đẹp. Câu chuyện còn là bài học về sự tận tâm và đặc biệt là việc giữ lời hứa. Chú mèo Zorba đã giữ trọn 3 lời hứa của mình với cô hải âu Kenga, thực hiện chúng nghiêm túc và nhiệt tình. Cuốn sách là món ăn tinh thần tuyệt vời. Khi đọc, tâm hồn ta sẽ trở nên tươi đẹp, cao quý. Ta sẽ biết cách trân trọng cuộc sống, học được những bài học nhẹ nhàng mà đáng quý. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được chút gì đó trẻ thơ, trong sáng, một cảm giác thân quen ngày còn nhỏ. Một cuốn sách hay, một viên ngọc quý khó tìm trong kho tàng văn học thiếu nhi. Bằng giọng kể nhẹ nhàng, các chuyện thú vị, chuyện con mèo dạ hải âu bay chắc chắn vô cùng hấp dẫn với các bạn nhỏ, vừa mang đến những giờ phút giải trí, lại vừa truyền tải những bài học cuộc sống vô cùng ý nghĩa, góp phần giáo dục, đạo đức cho chúng ta. Tác phẩm Chuyện con mèo dạ hải âu bay được bạn đọc Việt Nam và thế giới rất yêu thích. Đây là cuốn sách dành cho thiếu nhi đầu tiên của ông Sepúlveda, cho thấy một phong cách trong sáng, hài hước, đầy tinh kế. Trái tim khao khát, tự do cũng như tấm lòng quý giá của một con người đối với tự nhiên và môi trường. Câu chuyện thật dễ thương về bồ chú mèo cùng nhau lập kế hoạch giúp cô bé hải âu non bay được, chắc hẳn sẽ cho bạn đọc nhiều bài học thật ý nghĩa. Sẽ dạy em làm những điều có trách nhiệm và tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến sau những lần thất bại. Và một điều vô cùng đáng tiếc, nhà văn Sepúlveda đã qua đời vào ngày 16 tháng 4 năm 2020 do đại dịch thế giới Covid-19. Ông mất đi để lại sự vô vàn lớn tiếc của mọi người. Tác phẩm của ông sẽ còn sống mãi trong trái tim người đọc trên toàn thế giới và tình cảm của các bạn độc giả dành cho ông không bao giờ phai nhạt.